quý vị để giúp đỡ người gặp khó khăn về nhà ở của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ban quản tự chùa An Hòa Tự có hỗ trợ 10 căn nhà cho 5 xã ở huyện Phú Tân. Tổ cắt nhà của thị trấn Phú Mỹ trực thuộc của tổ cắt nhà Ban Từ Thiện Xã Hội Ban Trị Sự Trung ương thực hiện cắt 10 căn nhà trong 1 tháng và đã hoàn thành. Hôm nay vào ngày 12 tháng 6 2020, chương trình lễ bàn giao đã được tổ chức tại hội trường Ủy ban xã Phú Hưng. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện bà Nguyễn Thị Quyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Cũng hiện diện ông Trần Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân. Đại diện Ủy ban xã Phú Hưng có bà Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Hưng và các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 xã Phú Hưng, Phú Xuân, Phú Thọ, Hiệp Sương và Tân Trung đều có mặt. Và cũng có sự hiện diện Ban quản tự chùa An Hòa Tự, ông Nguyễn Văn Bạch và các mạnh thường quân. Để mở đầu là phần giới thiệu chương trình và nói sơ lược ý nghĩa buổi bàn giao nhà do ông Trác Ngọc Linh, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân thực hiện. Ngày 8 tháng 4 2020, Ban quản tự chùa An Hòa Tự Quốc Việt Nam về các nhà cho hộ nghèo từ các xã nguồn tài trợ của Ban quản tự chùa năm 2020 từ qua gần một tháng triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm của đội thi công từ thiện của Ban quản tự chùa An Hòa Tự và quan tâm hỗ trợ tích cực của Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các dân huyện xã có liên quan. Đến nay các nhà đoàn kết đã hoàn thành đủ điều kiện đi vào sử dụng. Quyết định trao nhà do đại diện Ủy ban xã Phú Hưng tuyên đọc. Căn cứ được tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 6 2015, căn cứ biên bản cuộc xét ngày 5 tháng 5 2020, theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương, quyết định điều 1 giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Một là ông Phạm Văn Kha, sinh năm 1974. Hai là hộ bà Võ Thị Quý, sinh năm 1962. Điều 2, các hộ có tên được nêu trong danh sách làm chủ căn nhà kể từ ngày công bố quyết định không được sang nhượng dưới mọi hình thức, trong quá trình sử dụng được quyền sửa chữa, tu bổ thêm để hoàn chỉnh căn nhà. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng thống kê Ủy ban nhân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban nhân dân ấp Phú Mỹ và hai hộ có tên trong danh sách một chịu trách nhiệm tiến hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Lê Tấn Phát đã ký. Phần trao quyết định cho 10 hộ dân được Mặt trận Tổ quốc của các xã lên trao. Để hiểu thêm về sự cắt 10 căn nhà, ông Nguyễn Văn Bạch là trưởng ban quản tự chùa An Hòa Tự, phó ban Ban Từ Thiện Xã Hội Ban Trị Sự Trung ương cho biết thêm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
dành mọi sự giúp đỡ cho chúng tôi được hoàn thành 10 căn nhà vừa nói trên. Tôi cảm ơn các mạnh thường quân nhiệt tình hỗ trợ cho chùa Bà Trị hoàn thành kế hoạch giúp đỡ cho hộ nghèo năm 2020. Chúng tôi tiếp tục cho các hộ được nhà kỳ này an lạc, an cư lạc nghiệp, tịnh dưỡng phúc cường. Tới đây xin nói. Được biết, nhà cắt bằng tiền chế trị giá mỗi căn nhà 17 triệu đồng. Và tiếp tục trao quà cho các hộ bà Nguyễn Thị Quyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân và ông Nguyễn Văn Bạch, đại diện Ban Quản tự chùa An Hòa Tự cùng trao tặng cho bà con. Hôm nay cũng có Mạnh Thường Quân cùng tặng quà tổ khủng tạo trần già, 10 nồi cơm điện và 10 cây quạt gió. Chị bé ba ở chợ Mỹ Lương 10 cây quạt, Ban Quản tự chùa An Hòa Tự 10 ký gạo. Buổi trao quà thật là vui vẻ, đã đem lại niềm phấn khởi cho các hộ dân và mọi người. Đúng theo lời thầy đã dạy, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Hay là thánh hiền roi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ. Để công nhận thành quả và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Quản tự chùa An Hòa Tự, bà Nguyễn Thị Quyền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tặng quà lưu niệm cho Ban Quản tự chùa An Hòa Tự. Sau cùng, lời đáp từ do đại diện Ủy ban xã Phú Hưng, ông Cao Minh Hải, Phó Bí thư Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phú Hưng có đôi lời đáp tạ các mạnh thường quân. Tiếp nhận cái nguồn tài trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp cùng với Ban Quản tự chùa An Hòa Tự, một lời cảm ơn chân thành, và chúng tôi cũng rất mong là được tiếp nhận nhiều hơn những sự quan tâm hỗ trợ từ các mạnh thường quân và mặt trận huyện trong thời gian tới, để cho các xã trong huyện chúng ta và đặc biệt là những bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được tiếp nhận những căn nhà ấm cúng. Buổi trao nhà và quà đã kết thúc rất tốt đẹp, thể hiện lên tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức cho nước nhà luôn giàu đẹp, hạnh phúc, đem sự bình yên cho mọi người. Đức thầy đã dạy, thấm hiểu lòng ta nổi cuộc đời, một bầu nhiệt huyết chẳng xa lơi, mến yêu quốc thị tình đồng chủng, phải tính sâu sông nổi cuộc đời.